Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam ca. Hôm nay thì mình sẽ đưa ra giả thuyết dự đoán cái con tướng thất tịnh mới hệ sát nó là con tướng nào và thuộc hệ gì nha các bạn. Rồi và những con tướng thất tịnh đã ra mắt chúng ta lần lượt đầu tiên sẽ là chúng ta đã có một con tướng thuộc lớp tăng cơ và hệ thiên thần. Tiếp theo là ta ta có một tướng thuộc lớp tướng là pháp sư địa ngục. Đó là exit chúa tể ác mộng. Và chúng ta đến với hai cái tên nổi trội hơn đó là Thenn, mộng gió Tướng thức tịnh của hẻm người mang ánh sáng và với nhánh sức mạnh là nhánh Agi. Kế tiếp thì chúng chúng ta có một sư với lớp tướng là lớp tướng chiến binh với khả năng một cân năm rất bá đạo trong BBB một trong những con tướng thức tỉnh mạnh nhất hiện tại hiện tại đang khối đảo BBB luôn ha các bạn và rồi mới nhất đó là diễn viên hoạt nước Solai tướng thức tỉnh hệ rừng với nhánh của mình là nhánh sập bọt và vai trò chính đó là vai trò trị liệu với kỹ năng nổ là nổ diện rộng các bạn diện rộng gần như là full màn hình vậy thì điểm lại thì chúng ta đã có một tăng một pháp sư một chiến binh một agi một sập bọt cơ bản thì trên năm nhánh cây của điêu ra thì các con tướng thức tỉnh lần lượt đã xếp hạng từng con từng con từng con rồi vậy thì theo các bạn nghĩ cái lớp cái con ok vậy thì theo các bạn thì những thì con tướng thức tỉnh tiếp theo thuộc hệ sát thì nó sẽ là thuộc lớp tướng nào các bạn thì mình nhắc lại thì theo lilith quan điểm làm tướng thức tỉnh của Lilith thì nó sẽ ưu tiên những con mà đã bị ao meta thì đầu tiên là những con mà kiểu như ra mắt sớm nhất của hệ xác thì bao gồm con những con sâu thì chúng ta đã có điểm qua Reizu, Simira, Thoran, Isa, Nara, Fera, Baden, Keltus tầm đó thôi nha bạn đó mình mình những con này là kiểu như là những con ra sớm nhất của hệ Hệ, hệ sát thì có khả năng lọt vào top những con tướng mà được liệt kê trong tướng thức tỉnh thì mình sẽ list luôn thêm một dàn bao gồm cả siêu lại Oden thì những cái con tướng này thì hiện tại đang rất meta là chúng ta đang có Reizu, Thoran, Thoran meta và việc BB lẫn đi đi map các bạn rồi chúng ta có kế tiếp là chúng ta có Fera, BB dùng rất là nhiều Sylas với lại Odin là hai con tướng cực kỳ hot luôn các bạn. Vậy bỏ qua những cái tên hot hit kể trên thì những con tướng hiện tại đang bị chìm vào lãng quên của tướng hệ sát là bao gồm simera người trang trí tử thi. Bên này thì chúng ta có Isa, linh hồn bị chiếm giữ. Chúng ta có đồ tể âm vực Nara. Và chúng ta có căm ghét Baden và gieo bệnh tật keoth Tuy nhiên thì theo thứ tự ra tướng thức tỉnh các bạn thì chúng ta đã thấy nó ra theo hệ tăng cơ từ tăng cơ xuống pháp sư rồi qua agi thì cái con tướng thức tỉnh mà hệ theo tướng thức tỉnh theo thứ tự đó các bạn thì mình nhận thấy là tướng thức tỉnh của hệ sát rất có thể là thuộc một trong những con sông thì mình sẽ khoanh vùng lại ba con thôi nha các bạn đầu tiên đó là người trang trí tử thi simira thì con này hiện tại nó đã bị ao meta khá nặng rồi lúc mà chưa ra soli thì nó còn dùng được trong trong đêm bốt các bạn lúc mà chưa ra soli thì simura là một con tướng được dùng rất là nhiều trong đêm bốt nem nemora tuy nhiên hiện tại ra con soli thì những người có soli thì nó đã có một cái lượng đam vượt trội rất nhiều so với vị tướng này đối với vip player thì simra gần như là ao hẳn khỏi meta không còn quay trò gì hết các bạn đối với newbie thì đâu đó nó còn một chút tác dụng tại vì nó được cho copy quá nhiều các bạn dễ dàng lên bậc. mà có một, có một điều rất quan trọng về con simera này nó là ra cùng thời với sư ra cùng thời với sư với phượng 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 thường và lúc mà cái con tướng này nó mới ra các bạn thì độ tin cậy của nó rất là cao rất là mạnh người sử dụng rất là nhiều rất là người nhiều người tin dùng vị tướng này để leo map độ hot của em này là rất hot luôn nha các bạn nó cũng tương tự với sư sư khi ra mắt cũng cực kỳ hot sau này mới ao meta dần dần và con này thì hiện tại thì ao meta rất nặng cùng với độ nổi tiếng nó khi ra mắt thì rất cao nên mà khả năng simira được đưa vào lớp tướng thức tỉnh của hệ sát thì rất lớn nha các bạn mình dự đoán thì ví dụ như xác suất ra trong một khi ba con thì mình dự đoán xác suất của con này là lên tới khoảng 70 80 phần trăm là sẽ ra simira Kế tiếp thì chúng ta có linh hồn bị chiếm giữ Isabel. Isabel đã từng từng được reward một lần. Tuy nhiên thì nó được reward bởi kỹ năng này, nó đã được reward rồi nha các bạn. Isa thì đã nó đã được reward rất là nhiều, reward lại rồi. Tuy nhiên thì vai trò của em nó thì vẫn chưa có gì gọi là nổi trội. Um, mình xếp sâu simura là một là tại vì thời điểm ra mắt của con tướng này nó sâu simura và độ hốt của em nó thì cũng không lúc mà mới đầu thì cũng không bằng với thứ hai là con tướng này nó đã được rework một lần tuy nhiên độ hiệu quả thì nó vẫn chưa có và đã được đem ra mẫu sẽ rework rồi nên khả năng là được lên tướng thất tỉnh thì nó sẽ thấp hơn simura các bạn tuy nhiên khả năng là vẫn có tại vì nó xếp theo là hệ pháp sư rất à, mình khả năng rất rất cao là cái con tướng tiếp theo của hệ hay sát nó ra là cái con tướng pháp sư các bạn Do đó thì mình dự đoán cái con Isa với vai trò vẫn là tướng pháp sư. Rồi, tướng tiếp theo của tướng tiếp theo của hệ sát thì mình dự đoán đó là đồ tể âm vực Nara với vai trò sẽ là tăng cơ. Khi mà thức tỉnh thì con này sẽ là một tăng cơ chính hiệu các bạn, một tăng cơ kèm với CC hạng nặng của hệ sát Thì không biết thì kỹ năng nó thay đổi như thế nào thì chúng ta thử tưởng tượng đi. Tại vì một cái rìu kéo một con về thì nó lấy cái rìu nó mắc luôn lần năm con về xong một khiêu khích để cho tăng cơ cả bầy luôn các bạn, hành hạ nguyên một lúc 5 người <laughs> tưởng tượng tưởng tượng tới bộ kỹ năng của Nara thất tịnh kiểu đó thì các bạn thấy độ bá của nó rồi nha rồi và trên đây là những dự đoán cũng như là suy nghĩ của mình về tướng thất tịnh tiếp theo của hệ sát thì các bạn có những dự đoán nào cùng với những hình ảnh spoiler nào các bạn có được thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau xin chào tạm biệt